chào tất cả mọi người, mình là Hana Giang Anh đây. Thật sự hôm nay Hana rất là vui khi lại được comeback trên kênh YouTube của mình. Và Hana hôm nay đến đây để hướng dẫn cho mọi người một bài tập rất là mới. Thực ra thì lần nào quay video Hana cũng nói câu đấy. Bởi vì đối với Hana thì luôn luôn là Hana muốn tìm tòi những cái mới mẻ cho mọi người. Và video clip nào cũng thế thì sẽ luôn luôn là những thứ mới. Tức là vẫn là tập những tập đấy nhưng mà lại là một dạng bài tập mới hơn chẳng hạn. Và hôm nay là một video mà Hana chưa từng quay trước đây bao giờ. Lại là câu đấy rồi. Có rất là nhiều bạn comment hỏi Hana là: chị ơi, tại sao chị không quay video hướng dẫn dạy yoga? Và Hana cũng đã trả lời lại rằng là thực ra thì yoga không phải là chuyên môn sâu của Hana. Nhưng mà Hana cũng đã được đào tạo và được tập luyện về yoga rất là lâu và có bằng cấp về yoga. Vì thế nên là mình cũng suy nghĩ rằng là tại sao mình không bên cạnh quay nhảy và quay các bài tập cơ, các bài tập cardio, các bài tập về sức mạnh thì chúng ta hãy quay thêm cả về yoga nữa. Ngày trước ý, thì để Hana chia sẻ một chút rằng là Hana rất là ghét yoga. Hana training môn này là bởi vì công việc của Hana là bắt buộc. Bởi vì là mình yoga nó sẽ giúp cho cơ thể mình hiểu sâu hơn về chính bản thân của mình. Và nó giúp cho mình điều hòa, cân đối lại giữa tâm trí và cơ thể. Và nó cũng giúp cho mình có cái độ dẻo dai nhất định để mình không bị chấn thương và giúp cho cơ thể của mình đẹp hơn nữa. Thế nhưng mà Hana lại rất là ghét yoga bởi vì tính của mình ý rất là sôi động. Và mình có cảm giác là khi tập yoga thì mình rất là ngứa ngáy chân tay và rất buồn ngủ. Thế nhưng mà cách đây một năm trở lại đây thì Hana tự nhiên lại tìm lại được cái niềm yêu thích của mình trong yoga. Vì thế nên là hôm nay Hana mới quyết định là sẽ quay cho mọi người một video clip yoga dài 30 phút. Và bài tập yoga ngày hôm nay thì sẽ là một bài tập cực kỳ cơ bản. Và khi Hana đã dạy yoga thì Hana sẽ hướng dẫn rất là kỹ từng chi tiết, từng động tác và từng kỹ thuật một. Mọi người hãy yên tâm, khi tập yoga thì chúng ta cần phải kết hợp yoga và hơi thở. Và việc đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu vào bài tập đấy chính là chúng ta phải hít thở chậm lại. Mình sẽ hít sâu vào bằng mũi và thở ra bằng mũi. Và mỗi một lần mình hít thở chậm như thế là chúng ta sẽ điều hòa lại chính tâm trí của mình và chính khí huyết trong cơ thể của mình. Sau khi mà dạy yoga thì bao giờ Hana cũng có cái cảm giác như là mình nữ tính hơn, mềm mại hơn. Và các bạn sẽ nhìn thấy một Hana rất là khác trong video này. Bây giờ mình hãy cùng bắt đầu vào bài tập đầu tiên nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập của ngày hôm nay. Đầu tiên thì Hana muốn lưu ý là chúng ta cần một cái tấm thảm. Và các bạn hãy bỏ giày và bỏ tất ra. Khi tập yoga thì mình sẽ sử dụng chân đất để chân của mình miết ở trên mặt sàn được rõ hơn và mình có thể giữ thăng bằng được tốt hơn. Và các bạn cũng không nên sử dụng thảm dày mà các bạn chỉ nên sử dụng thảm mỏng thôi vì như thế giữ thăng bằng sẽ dễ hơn. Đầu tiên thì Hana sẽ cho mọi người khởi động trước đã. Với yoga, với Hana thì chúng ta sẽ khởi động bằng tai chi, có nghĩa là thái cực quyền, để mình điều hòa khí huyết trong cơ thể. Đầu tiên thì mình sẽ mở rộng hai chân ra thật rộng. Đây là tư thế đứng tấn oai uchi, mũi chân hướng ra ngoài một góc 45 độ và hai chân các bạn mở càng rộng càng tốt. Tư thế chuẩn tức là khi mình đưa tay sang ngang, mình gập tay xuống và ngón tay của mình chúc thẳng xuống ngón chân, tức là các bạn đã mở chân chuẩn rồi. Thả lỏng tay và từ từ đóng cái xương cụt về phía trước, lưng của mình tạo thành một đường thẳng, hạ vai và mở ngực, đứng thật chắc, hạ mông xuống ngang bằng đầu gối. Bây giờ mình hãy hít thở chậm lại nhé. Nào lên, hít vào bằng mũi, xuống thở ra bằng mũi, hít vào và thở ra. Tiếp tục nào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hai lần nữa, hít vào, thở ra. Một lần cuối cùng, hít vào. Và bây giờ trở đi mình sẽ luôn luôn giữ nhịp thở chậm như thế. Đầu gối trùng, đưa tay từ phải sang bên trái, hít vào, sang phải, thở ra. Hít vào và thở ra nhẹ nhàng. Mỗi khi mà mình đưa tay sang thì mình hãy thả lỏng toàn bộ đầu ngón tay, thả lỏng bả vai. Và khi mà tập tai chi có nghĩa là chúng ta tập khí huyết trong cơ thể. Vì thế cái điều quan trọng nhất chính là khí. Bạn hít thở, sau đó các động tác mình di chuyển theo hơi thở, chứ mình không đưa tay hoặc đưa chân. Tập theo nhạc sẽ làm cho mình thoải mái hơn. Hít vào, thở ra, hít vào và thở ra.
hạ mông xuống ngang bằng đầu gối và mình đưa hông sang hai bên chứ mình không đứng thẳng lên. Tức là trọng tâm của mình hạ xuống thấp và mình đưa người sang hai bên. Đúng rồi đấy. Nào, bây giờ mình có một động tác mới, đưa tay sang phải, đưa tay sang trái, sau đó mình vòng tay qua đầu, hít sâu, mở căng lồng ngực và thở ra. Làm lại, sang trái, sang phải, hít sâu và thở ra. Chùng đầu gối xuống nào. Hãy cảm giác như là mình đang ôm một quả bóng năng lượng ở giữa hai bàn tay. Hít sâu, mở căng hết tất cả lồng ngực và thở ra. Hãy cảm nhận cái hít sâu đấy, nó giúp mình mở hết tất cả xương sườn. Mở rộng nào, hít vào và thở ra. Sau đó mình mở rộng hai tay, cuộn tròn từng đốt sống một. Mở tay, hít vào, lặp lại cuộn từng đốt sống và hít vào. Tiếp tục thở ra. Một lần nữa, xuống hít sâu vòng mũi và lên thở ra. Chúng ta có động tác mới, cuộn từng đốt sống, sau đó chùng đầu gối bên trái, thở ra, đổi bên, cuộn từng đốt sống và thở ra. Tiếp tục nào, hít vào và thở ra, thả lỏng 10 đầu ngón tay. Thả lỏng. Quan trọng nhất khi tập tai chi đấy là chúng ta hãy cảm nhận người của mình như một dòng nước nhẹ nhàng và hãy thả lỏng tất cả mọi cơ bắp trong cơ thể. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một lần nữa. Quay trở lại với động tác đầu tiên. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi và vòng tay qua ngực, hít vào và thở ra. Tiếp tục nào, hít vào, thở ra và vòng tay, hít sâu và thở. Tiếp tục, hãy chùng đầu gối sâu hơn nữa, dồn trọng tâm xuống sâu, cảm nhận hơi thở và lồng ngực của mình kéo giãn. Một lần nữa. Quay trở lại với động tác đầu tiên, mở tay, chùng gối, hít sâu và thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và hãy làm hết biên độ của động tác, đưa tay cao hết cỡ và mở toàn bộ lồng ngực. Hai lần nữa nào. Và lần cuối cùng. Rồi, đưa tay lên, hít vào bằng mũi, thở ra, hít vào, thở ra. Hai lần cuối cùng, hít vào và thở ra. Xong. Mọi người từ từ thu chân trở lại. Chúng ta kết thúc bài tập đầu tiên, đấy là bài tập tai chi. Bây giờ mình sẽ đến với bài tập thứ hai, là bài tập yoga chào mặt trời, tiếng Anh hoặc là gọi từ chuyên môn là yoga sun salutation. Bài tập này nó giống như là một điệu múa, một dòng chảy của các động tác yoga kết hợp vào với nhau, linh hoạt, đều đặn, uyển chuyển và tập theo nhạc. Nó sẽ có những cái động tác căn bản mà hầu như là khi tập yoga, bài sun salutation thì ai cũng sẽ tập. Và Hana sẽ hướng dẫn chi tiết cơ bản cho mọi người. Đầu tiên thì chúng ta cần phải trải thảm dọc. Mọi người sẽ xoay thảm dọc cho Hana nhé. Rồi, sau đó mình sẽ đứng lên phía đầu trên của thảm như thế này.
mọi người có thể để chân mở rộng bằng hông hoặc là trụng chân vào. Nếu là người mới tập và không tự tin vào độ dẻo của mình thì mình mở chân ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Còn nếu bạn dẻo rồi hoặc là muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn thì trụng chân lại. Khi tập yoga thì mình luôn luôn phải giữ cột sống của mình tạo thành một đường thẳng. Các bạn đừng đứng cong võng lưng về phía sau như thế này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cột sống của mình. Mình luôn luôn phải giữ tư thế natural, tư thế tự nhiên và thẳng. Khi cha mẹ sinh ra là chúng ta đã có tư thế tự nhiên như thế, tức là mình sẽ hóp mông vào một chút, kẹp chặt hai đùi vào với nhau và giữ cho cột sống của mình đóng lại. Xoay vai, hơi mở ngực về phía trước, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và đây là tư thế tự nhiên giúp cho cột sống của mình luôn thẳng, và nó sẽ giúp cho mình tập các động tác được hiệu quả hơn. Bây giờ mình hãy giữ tư thế natural như vậy. Từ từ đưa hai tay lên, hít sâu bằng mũi. Đến với tư thế mountain pose, tư thế ngọn núi, nhớ hấp chặt mông vào. Khi xuống, thở ra vào tư thế forward fold hay gọi là tư thế thác đổ. Hai chân bạn có thể hơi trùng xuống một chút và tay đầu vai thả lỏng. Bây giờ bước chân trái dài phía sau, tư thế lăng. Khi đến với tư thế lăng thì đầu gối của mình tạo thành một góc 90 độ. Chân sau mình duỗi thẳng, hai tay đặt bên cạnh chân. Và quan trọng nhất là mình phải vươn dài ngực về phía trước. Nhiều bạn tập lăng có xu hướng bị gù, như thế sẽ không đúng. Mình vươn dài người ra, phần hông của mình hạ xuống sâu hơn và nó sẽ làm giãn phần hông của mình. Bây giờ bước chân phải về phía sau, tư thế down dog. Hai chân mở rộng bằng hông, bàn chân phải song song với nhau. Mọi người hãy nhìn kỹ bàn chân của Hana nhé. Và mình ép mạnh gót chân xuống. Đây, khi mình xoay ngang thì mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn đúng không? Ép mạnh bàn chân xuống, gót chân xuống sát mặt đất. 10 đầu ngón tay mở rộng ra, đặt ở phía trước mặt. Mắt nhìn vào cổ chân và mở lồng ngực. Giữ nguyên ở đao đó. Sau đó mình hạ mông xuống tư thế plank. Người tạo thành một đường thẳng, mở rộng lồng ngực, siết chặt cơ đùi, hít vào bằng mũi, thở ra mình chống đẩy, kẹp chặt cổ tay và sát ngực, người tạo thành một đường thẳng. Sau đó xoay vai, duỗi mũi chân hóp chặt mông, hít sâu, mở căng lồng ngực, không ngả cổ. Ở yoga thì mình luôn luôn giữ cổ thẳng với lưng, tạo thành một đường tuyến ở lưng để mình không bị đau cổ nhé. Sau đó quay trở về tư thế ban đầu. Lặp lại nào, cuộn người vào tư thế plank, chống đẩy, thở ra, xoay vai, hít vào, mở căng lồng ngực và quay trở về tư thế down dog. Gồng cứng cơ đùi và ép mạnh chân xuống thì nó mới thoát mồ hôi được. Bây giờ mình bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Mọi người nhớ bước cao hẳn lên để chân cạnh bàn tay của mình. Vì rất nhiều người khi tập động tác này là chân chưa lên tới bàn tay. Sau đó mình từ từ thở ra, duỗi thẳng chân phải, ép đầu vào sát gối, trùng chân trở lại tư thế ban đầu, hít vào và down dog, thở ra. Với chân phải y hệt như vậy, hít vào, hạ phần hông xuống, mở rộng lồng ngực, thở ra mình duỗi thẳng chân phải, hít vào, trùng gối và đau đó, thở ra, tập trung vào hơi thở. Tương tự với chân bên cạnh, hít vào, thở ra, hít vào và thở ra. Chân phải nào, hít vào, thở ra, hít vào và thở ra. Lặp lại tư thế plank, hít vào, giữ người tạo thành một đường thẳng, chống đẩy xuống, thở ra, xoay vai, hít vào, mở các lồng ngực, hóp chặt mông và thở ra, quay trở về down dog. Một lần nữa nào, hít vào, plank, chống đẩy, hóp chặt mông, cố gắng tạo người thành một đường thẳng. Nếu bạn nào không chống đẩy được, mình có thể chọn một cách dễ hơn, đấy là đặt đầu gối xuống đất và chống đẩy.
giờ mình bước chân trái về phía giữa hai tay, đầu gối 90 độ, khu chân còn lại về, ép đầu vào sát chân, quay trở lại tư thế forward fold. Sau đó lên mountain pose, hóp chặt mông và xuống thở ra. Bây giờ mình đan tay ở phía sau lưng, ưỡn ngực ở phía trước, hóp chặt mông. Lòng bàn tay của chúng ta sẽ kẹp vào nhau như thế này, và mình đẩy ngực về phía trước, đồng thời hóp mông, kéo căng hai tay và bả vai ở phía sau, giống như là đang có ai đặt tay vào lưng mình và ẩn mình về phía trước. Sau đó mình kiễng chân lên 4 nhịp nữa, 4, 3, 2, xong, hạ xuống nào. Hơi toát mồ hôi rồi. Khi mà tập cái bài tập vừa rồi mà mình tập đúng thì nó sẽ hơi toát mồ hôi một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài thứ 3. Đấy là bài tập Yoga Standing Strength. Với Yoga Standing Strength thì nó sẽ là những cái động tác yoga mà bắt buộc mình phải đứng giữ ở một động tác rất lâu, và nó làm cho cơ đùi của mình rất là mỏi, thực sự rất mỏi. Thì với bài tập này, nếu mọi người tập đúng thì mọi người sẽ có một cái phần chân cực kỳ săn chắc và trụ cơ thể của mình vững hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu luôn nhé. Nào, mở rộng hai chân hết cỡ. Mũi chân phải hướng thẳng sang ngang, mũi chân trái đóng hẳn về phía trước và phải là hai góc chuẩn. Nếu mà mình để không chuẩn, lát nữa hông của mình sẽ bị lệch. Bây giờ phần quan trọng nhất của động tác này mà khá nhiều giáo viên yoga vẫn còn làm sai, đấy chính là mình phải chỉnh lại phần hông và phần cột sống. Hông của mình phải xoay thẳng về phía trước như thế này và hóp chặt mông về phía trước. Nếu bạn đứng bị lệch như thế này, tức là bạn đang làm sai và bạn sẽ bị cong vẹo cột sống. Mình phải xoay thẳng hông và hóp chặt mông lại. Thì quan trọng nhất của bài tập này là phải giữ cho cái phần này của mình vững chãi và chắc chắn, không lệch đi đâu hết. Bây giờ bắt đầu vào động tác Triangle Pose, đưa hai tay sang ngang, hít vào bằng mũi nào, nhớ hóp chặt mông và siết cơ đùi. Thở ra, mình giữ nguyên phần hông và mình từ từ vươn người sang bên, đặt nhẹ tay lên chân và tay trên với thẳng lên trần nhà, hóp chặt mông. Nếu mọi người muốn tập nặng hơn thì mọi người hãy tách tay ra khỏi chân. Và cái quan trọng nhất của động tác này là mình phải hóp chặt cái mông bên trái vào để giữ cho phần trụ của mình vững chãi. Mở ngực về phía sau và đẩy hông về phía trước để người của mình nằm trên một mặt phẳng từ trên xuống dưới. Có một tư thế mà mọi người hay làm sai, đấy là mọi người như thế này. Chúng ta phải đẩy ngực về phía sau và đẩy mông về phía trước để người nằm trên một mặt phẳng nhé. Giữ ở đây. 4, 3, 2, 1, rồi. Sau đó chúng ta trùng đầu gối bên phải xuống một góc 90 độ, vào tư thế Extended Warrior, vươn dài người từ mũi tay đến gót chân, tạo thành một đường thẳng. Và hãy hạ phần hông xuống sâu hơn nữa thì người mình mới tạo thành một đường thẳng được. Đầu gối này sẽ là 90 độ. Nếu bạn nào mà đầu gối đang vượt quá mũi chân thì bạn hãy bước rộng chân ra hơn nữa, chỉnh lại tư thế của mình nào và mở lồng ngực ra. Tiếp theo hít sâu, vòng tay nắm vào đùi của mình và mắt nhìn lên trần nhà để mở vặn xoắn lưng và căng lồng ngực. Sau đó chúng ta đứng thẳng lên với tư thế chiến binh số 2, Warrior 2. Đầu gối vẫn tạo thành một góc 90 độ. Lần này chỉnh lại hông để cho thẳng và lưng tạo thành một đường thẳng, hai tay sang ngang. Bây giờ mình sẽ kiễng cao chân bên phải lên, dựng đứng bàn chân và hạ hông xuống sâu hơn một chút. Hít sâu vào bằng mũi, thở ra bằng miệng và ép mạnh tay về phía sau với tư thế Sun Warrior. Hãy kéo căng toàn bộ phần eo và ngực của mình ra và cảm nhận nó. Hít sâu vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Từ từ đưa tay ở bên dưới lên, chắc chân nào, bắt đầu hơi mỏi chân rồi đây. Giữ nguyên người, chỉ có tay lên thôi, và hãy tập trung vào hơi thở. Hít sâu, mở ngực ra, thở ra, vươn dài người. Hít sâu, và thở ra, trùng gối hơn nữa nào. Xong.
và mình đến với tư thế ban đầu Y Uchi. Đưa hai tay lên, hít vào, thở ra chung đầu gối, tư thế đứng tấn Y Uchi. Nguyên ở đây, 5, 4, 3, cố lên, 2, 1, ok. Rất là mỏi chân, đổi bên nào. Chân trái sang ngang, chân phải hướng về phía trước. Hai góc, xoay thẳng hông về phía trước, vặn cổ chân một chút. Và hóc mông vào, đến với triangle pose như Hana đã hướng dẫn. Tất cả các động tác yoga ấy, mà muốn hiệu quả, chúng ta đều phải cảm nhận được nó. Và chúng ta phải làm đúng kỹ thuật. Nên mọi người hãy nghe những lời Hana nói và chỉnh lại chính cơ thể của mình để xem mình đã làm đúng chưa nhé. Hóp chặt mông, mở ngực ra nào. Đúng rồi, mình phải mở ngực ra mới đúng. Siết chặt cơ bụng lại. Rồi, bây giờ chúng ta đến với tư thế Extended Warrior. Chung đầu gối xuống một góc 90 độ. Nếu đầu gối của bạn bị quá mũi chân như thế này thì bạn hãy lùi cái chân này về phía sau một chút để cho đầu gối mình thẳng ở trên cổ chân nhá. Hạ mông xuống để người mình tạo thành một đường thẳng. Và tay này có thể chống vào đầu gối nếu bạn mới tập và bạn bị mỏi chân. Tay này đưa lên trời, chéo về cái góc nhà. Hạ mông xuống để người mình tạo thành một đường thẳng và mở lồng ngực ra. Muốn tập nặng hơn hoặc thử thách hơn thì mình nắm hẳn tay xuống cổ chân và hạ mông xuống sâu hơn. Hít sâu vào vòng mũi và thở ra bằng miệng. Bây giờ mình vòng tay ôm lấy đùi của mình và vặn người nhìn lên trần nhà. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Mở căng lồng ngực hết mức, đạp thẳng chân sau xuống đất. Sau đó chúng ta lên vào tư thế chiến binh số 2. Chùm đầu gối xuống sát mặt, sát xuống nữa để đầu gối 90 độ. Lưng thẳng và chỉnh lại hông. Bây giờ mình kiễng chân dựng thẳng chân lên. Giữ nguyên ở đây nào. Hít sâu, ngả người về sau. Tư thế Extended Sun Warrior. Kéo căng phần eo bên trái, mở rộng đồng ngực, ấn mạnh chân sau xuống đất và chung đầu gối xuống sâu hơn. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Sau đó mình đưa tay dưới lên. Hít vào và thở ra. Giữ nguyên ở góc này. 4, 3, 2, 1. Rồi hạ xuống, thả lỏng chân. Ui, rất là tốt. Bài tập vừa rồi rất là mỏi chân nhưng mà vẫn chưa kết thúc, sắp hết rồi. Bây giờ mình bẻ vai và mở căng lồng ngực về phía trước, ép mạnh hai tay về phía sau. Làm sao để hai cái bả vai của mình phải ép mạnh về sau như thế này, và mở căng lồng ngực. Sau đó chúng ta sẽ từ từ trùng đầu gối này. Hana sẽ xoay ngang, còn mọi người thì thực ra là động tác này nó là dọc nhá. Hana xoay ngang mọi người nhìn rõ hơn này. Đầu gối trùng xuống, đưa chân trái về phía sau, duỗi thẳng và ép mạnh bả vai về phía sau. Mắt nhìn xuống đất và từ từ nâng chân lên ngang bằng hông của mình. Người tạo thành một đường thẳng. Giữ nguyên ở đây. 4, 3, 2, 1. Rồi mình hạ xuống và mình đổi bên. Quan trọng nhất khi mà mình xuống như thế là lồng ngực của mình phải mở và giữ nguyên. Nếu bạn nào mà bị gù lưng như thế này, chúc đầu xuống thì các bạn sẽ bị mất thăng bằng và mình không tập được cho phần bả vai và phần cột sống. Nên là phải mở các lồng ngực và giữ nguyên lồng ngực ở đây nhá. Bắt đầu trùng đầu gối trụ này, đưa chân lên. Giữ nguyên lồng ngực nào. Đúng rồi. 4, 3, 2, 1. Và thu chân về. Ok. Đến với phần tiếp theo, phần số 4, đó là phần Balancing Yoga. Thì với Balancing Yoga có nghĩa là yoga giữ thăng bằng. Chúng ta sẽ tập một số những cái động tác thăng bằng. Khi tập yoga giữ thăng bằng thì quan trọng nhất ý, là mình phải siết chặt cơ bụng vào để giữ cho toàn bộ cơ thể của mình không bị nghiêng ngả. Và mình đừng nghĩ gì cả, mình hãy bỏ tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu của mình, chỉ tập trung vào hơi thở, cơ thể và tiếng nhạc thôi. Bây giờ đầu gối mình sẽ trùng lại này, bước chân trái về phía sau, đầu gối hạ thành một góc 90 độ và người ở tư thế lunge.
ép mạnh bả vai phía sau, từ từ ngả người về phía trước và đưa chân trái lên, đá lên ngang bằng với hông của mình, hai chân duỗi thẳng, tay vươn dài, hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng, giữ thăng bằng ở đây. Hít sâu nào. Đúng rồi, mình phải vươn cao người lên mình mới cảm thấy thoải mái và mình sẽ cảm thấy vững chãi hơn. Rất là bất ngờ là mình càng vươn lên mình lại càng vững chãi. Tiếp theo, tree pose, mở đầu gối sang ngang, chạm nhẹ mũi chân vào đầu gối, hai tay dang sang ngang và người tạo thành một đường thẳng. Tiếp theo mình móc chân lên trời, đầu gối tạo thành góc 90 độ và mắt nhìn xuống đất. Tiếp tục ép mạnh bả vai về phía sau chứ không để bị gù lưng, và hạ chân về vị trí ban đầu. Bây giờ mình làm lại nhanh hơn. Up, tree pose, móc chân và hạ xuống. Một lần nữa. Up, tree pose, móc chân và hạ xuống. Tiếp tục. Up, tư thế cái cây, móc chân và hạ xuống. Lần cuối cùng nào. Up, cố gắng giữ thăng bằng nhá, đừng nghĩ gì cả, cứ siết chặt người vào, mở căng lồng ngực và hạ xuống. Tốt, bây giờ mình đổi chân kia, mở căng lồng ngực, đầu gối trùng sát mặt đất và đổ trọng tâm về phía trước, siết chặt cơ bụng vào và cảm nhận cơ bụng ở đây. Sau đó mình bắt đầu chuẩn bị đá chân lên này, làm chậm trước, đá lên, dừng, giữ lại, mở chân ra, tree pose, móc chân lên nào. Và hạ xuống. Bây giờ mình làm nhanh. Bắt đầu lên, dừng, mở chân ra, móc chân. Tiếp tục. Móc chân. Tiếp tục. Mở chân. Móc. Lần cuối cùng nào. Bắt đầu lên, dừng. Tốt. Mở và móc chân. Hạ xuống. Xong rồi. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong 4 bài tập yoga đầu tiên. Rất là mỏi. Và bây giờ chính là bài tập cuối cùng. Bài tập hip opening, là bài tập giãn phần xương hông. Từ từ mình sẽ ngồi xuống nhé mọi người. Đưa chân phải sang ngang và chân trái duỗi thẳng ra. Mình nhớ là mình phải đẩy cao cái chân phải lên một chút và đầu gối đưa hẳn ra sau. Chân này duỗi thẳng và úp đầu gối và mu bàn chân xuống đất. Sau đó mình lật hông lại như này. Đó. Người xoay hẳn sang ngang và lưng tạo thành một đường thẳng. Nếu như bạn không thể làm được động tác này, bạn có thể co chân sau lại, ngồi ở tư thế dễ hơn. Không vấn đề gì cả. Mình cứ tập dần cái cơ bản, sau đó mình sẽ tăng dẻo hơn. Nhiều bạn là hay bị lật người như thế này. Khi mà mình lật người thế này là vẫn chưa đúng một động tác. Mình phải thẳng lưng lên nữa thì mới có cái tác dụng giúp cho tư thế, cải thiện tư thế và cuộc sống lưng. Bây giờ mình đưa tay trái ở phía sau, nắm lấy cổ chân và xoay mặt nhìn về phía trước, kéo lại cho cuộc sống và lưng thẳng. Đưa tay phải lên, hít sâu vào bằng mũi. Và bây giờ mình đến tư thế thiên nga, móc mũi chân vào khỉu tay, hít sâu và thở ra, vươn cao người. Bạn nào mà không làm được tư thế thiên nga thì mình lại tiếp tục giữ nguyên ở tư thế ban đầu như thế này. Tức là mình cứ tập dần ấy, mình đừng lên tư thế khó vội nhá. Còn bạn nào mà làm được ấy thì vịt hóa thiên nga thôi. Hít sâu vào bằng mũi và thở ra bằng miệng để cảm nhận lồng ngực của mình. Mỗi khi mình hít thở ấy, lồng ngực của mình nó mở căng ra hết mức rất là thoải mái. Bây giờ mình đổi bên y hệt như vậy. Chỉnh lại tư thế sao cho đúng nào. Thẳng lưng và
hãy cảm nhận toàn bộ lồng ngực cũng như là phần xương hông của mình ở động tác này. Đây là động tác mở hông mà, nên là nó sẽ làm cho hông của mình mở ra rất nhiều và rất tốt cho chị em phụ nữ. Vòng tay ở phía sau, nắm lấy cổ chân và xoay mặt nhìn về phía trước. Và vịt hóa thiên nga nào, xoan khâu, cười một cái cho xinh, hít vào và thở ra, đúng rồi, thẳng người lên. Rồi, sau đó mình hạ tay, chụm hai chân vào, kéo chân vào sát hông của mình. Ngay lúc này thì mình cảm giác phần mông và phần xương hông của mình bị mẻ mạnh sang hai bên, cảm giác nó hơi thái thái một tí và lưng của mình thả lỏng kéo giãn về trước. Đây là tất cả những cảm giác mà mình sẽ trải nghiệm được khi mình tập động tác này, nên là mọi người đừng lo nếu mà mọi người sợ bị thái chân hay là sao đấy nhé, không sao đâu. Next, tiếp tục chân phải này, đưa lên, bẻ bàn chân vuông góc 90 độ rất quan trọng. Sau đó mình đặt mắt cá chân lên trên đầu gối như thế này và phải giữ cho chân 90 độ. Nhiều bạn khi tập ấy là hay bị như thế này, nó sẽ làm cho cái phần mu bàn chân của mình bị căng, nó sẽ rất là đau và gây ra khó chịu. Và mà thậm chí là như thế nó còn không căng, tức là nó còn kiểu chưa hết động tác bằng cái việc là mình bẻ chân và đặt lên đầu gối như này, đau hơn nhiều mà lại không bị thoái chân. Sau đó mình sẽ ngồi lùi cái mông về phía sau một chút, thế là tự hai chân của mình sẽ dính vào nhau. Bây giờ đưa tay trái lên này, kéo tay phải, dùng tay phải kéo hiểu tay trái sang bên phải, thẳng lưng, hít sâu. Sau đó vòng tay phải xuống, nắm móc hai bàn tay vào nhau ở phía sau lưng, móc hẳn vào nhá, thẳng lưng, thẳng đầu, không bị gù. Hít vào bằng mũi, thở ra và từ từ vươn dài người về phía trước. Tiếp tục hít thở sâu nào và thở ra, cảm giác rất là thoải mái. Bao nhiêu tay chân của mình được mở hết mức, rất là sung sướng. Bên kia y hệt như thế nào, nhanh luôn. Tay phải kéo sang, hít vào. Nhớ ở động tác này là mình phải thẳng lưng nhá, thì nhiều bạn là bị gù lưng hoặc là vẹo người ấy, là không đúng. Sau đó vòng tay trái, móc hai ngón tay vào nhau, hít vào và thở ra, trải dài người phía trước, tránh cúi đầu chúc xuống mà mình thẳng cổ lên và vươn dài người phía trước, mở khuỷu tay bên phải lên cao. Rồi sau đó hạ xuống và đến động tác cuối cùng là mở rộng hai chân ra hết cỡ, gần giống như xoạc nhưng mà không phải xoạc. Mình sẽ đặt tay phải này ở bên cạnh chân phải và mình dùng khuỷu tay ép cái chân về phía sau, đưa tay trái lên ngả người về phía sau, hít vào và thở ra, mở vặn cái lồng ngực. Theo kinh nghiệm quan sát của Hana thì hội viên hay bị sai ở một chỗ là mọi người giữ nguyên ngực nhưng mọi người lại để vặn tay về phía sau, như thế là không đúng. Khi mà mình mở lồng ngực là mình đi từ bả vai, còn cái tay này là chỉ thẳng với bả vai thôi chứ không bẻ tay phía sau. Sau đó mình duỗi thẳng chân phải ra để giữ sâu hơn nữa. Và lên, đổi bên nào, bên kia y hệt, hít vào và thở ra, mở căng lồng ngực và hãy cảm nhận phần lưng vai của mình rất là thoải mái, rất là thư giãn. Duỗi thẳng chân, giống như một ngày buổi sáng mình thức dậy và mình vươn vai một cái vậy, rất là sung sướng. Lên này. Rồi, thu chân vào. Xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập thiền cuối cùng. Thì bây giờ Hana sẽ hướng dẫn mọi người
số những cái động tác thiền. Mọi người hãy nằm xuống, trải dài hai tay theo người và hai chân xuôi về phía trước. Sau đó thì mình sẽ tháo tất cả chuôi mộc tóc ra, tháo kính nếu có, và từ từ mình nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Ngay lúc này đây thì mọi người sẽ chỉ nghe Hana nói thôi, chứ mọi người không cần nhìn vào màn hình nữa nhé, vì mình đã nhắm mắt lại rồi mà. Từ từ hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi. Chậm lại một chút nữa này, hít sâu vào bằng mũi và thở ra bằng mũi. Tất cả hơi thở của mình ngay lúc này nó sẽ chậm lại. Mọi người hít sâu vào bằng mũi, giữ hơi thở ở trong lồng ngực, nín xuống ổ bụng và giữ lại ổ bụng một chút, sau đó chúng ta mới đẩy tất cả hơi thở ra ngoài. Lặp lại cái hơi thở như vậy, hít sâu vào bằng mũi, mở rộng xương sườn sang hai bên, rồi mình đóng xương sườn lại và thở tất cả ra ngoài. Hãy để tất cả mọi phiền trôi theo hơi thở của mình đi ra ngoài, và chỉ còn lại cơ thể, tâm trí của chúng ta hòa cùng với tiếng nhạc. Hãy tiếp tục hít thở sâu như thế. Và các nàng ơi, một ngày các nàng hãy dành cho bản thân của mình ít nhất là 3 phút nằm không nghĩ gì cả và chỉ hít thở như vậy. Mọi người sẽ có cảm giác như là chúng ta trẻ hơn, và nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tuần hoàn lưu thông máu tốt hơn. Hãy quên đi hết tất cả những muộn phiền trong một ngày. Sau khi đã hít thở rồi thì bây giờ chúng ta hãy tập trung lắng nghe cơ thể của mình, cảm nhận tiếng gió bên cạnh tai của mình, cảm nhận nguồn năng lượng tỏa ra từ lòng bàn tay mình, và cảm nhận sự sống đang trào dâng trong cơ thể. Hãy nghĩ về những điều tươi đẹp và tích cực nhất, nghĩ về những điều mà làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày. Và mình cần phải cảm thấy biết ơn cuộc đời này vì đã mang lại cho chúng ta những điều hạnh phúc như thế. Bây giờ mình hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể và từ từ xoay nhẹ cổ tay và cổ chân để đánh thức lại bản thân của mình. Sau đó mình chậm rãi xoay đầu nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải, nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. Rồi mình nằm co hai chân lên và lắc nhẹ chân sang hai bên để thư giãn cho vùng xương chậu, ví dụ như thế này. Sau đó mình nằm nghiêng và ôm lấy người của mình, giải tỏa bớt áp lực ở trên tim. Khi mà nằm nghiêng, mình có cảm giác rất là bình yên, rất là thoải mái. Rồi mình từ từ chống tay ngồi lên và quay trở lại tư thế ban đầu. Hãy ngồi thẳng lưng và thoải mái hết mức có thể, đẩy cao cổ lên và hạ vai xuống. Bây giờ mình hãy đặt ngón tay cái lên thái dương và những ngón tay còn lại thì trên đỉnh đầu, day nhẹ để thư giãn đầu, và di chuyển những ngón tay xuống sâu hơn ở nửa sau đầu và sâu hơn nữa ở sát gáy. Rồi, mình dùng tay bóp cho cổ và bả vai được thư giãn.
Sau đó mình dùng những ngón tay ấn mạnh lên đốt sống cổ, giữ lại, rồi thả ra làm lại. Tốt. Bây giờ mình khum tay đặt lên thắt lưng và vỗ 10 lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ mình massage hai lòng bàn tay với nhau thật nhanh, đủ để tạo ra hơi ấm giữa hai lòng bàn tay. Hãy cảm nhận hơi ấm thật sự đã. Rồi, bây giờ từ từ mình nhắm mắt lại, truyền toàn bộ hơi ấm lên cầu mắt, đi khắp khuôn mặt của mình, thư giãn và thả lỏng khuôn mặt. Từ từ xoay tay theo chiều kim đồng hồ và theo hướng ngược lại. Rồi mình tách tay ra, nhìn vào lòng bàn tay và nở một nụ cười tươi. Vậy là đã kết thúc rồi. Thiên thần Hana đã hạ cánh ở đây. Hana rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và tập theo video này cùng Hana. Thực sự thì nói là sau khi tập xong thì Hana có cái cảm giác như là cơ thể của mình nó khỏe hơn, nó tràn đầy năng lượng hơn và mình tĩnh tâm hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Không biết là mọi người cảm thấy như thế nào. Hana hy vọng rằng là các bạn cũng cảm nhận được cái điều đó với mình. Và thật ra thì sau tất cả những cái bài tập bình thường mà Hana hướng dẫn, các bạn đều có thể mở video này ra để tập theo, để nó như một bài tập giãn cơ sau khi tập. Các bạn yên tâm rằng là yoga sẽ giúp cho chúng ta cải thiện tư thế và làm cho gương mặt của chúng ta thần thái hơn, phụ nữ chúng ta trông sẽ hạnh phúc và tươi trẻ hơn đấy. Cảm ơn mọi người và đừng quên như mọi khi là like và share video này cho Hana nhé. Và đừng quên là comment cho Hana rằng là nếu bạn yêu thích cái dạng yoga như thế này thì Hana sẽ tiếp tục quay thêm những series về bài tập này cho mọi người. Hãy nhớ là subscribe kênh YouTube Hana Giang Anh và bấm nút quả chuông đăng ký để được thông báo khi mà Hana ra video mới hàng tuần nhé. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Yêu và thương.